Chào mừng quý vị trở lại với kênh Tin Nóng Sài Gòn, nơi cập nhật những tin tức nóng, nhanh và chính xác nhất. Nhà sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng có lẽ là hai cái tên đang thu hút sự chú ý nhất lúc này. Khán giả ở quê nhà vẫn đang không ngừng nghe ngóng, tìm kiếm và xét thử thông tin hai nghệ sĩ trên bị bắt tại Tây Ban Nha do có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng. Mới đây, một trang thông tin nước ngoài có tên Majorca Daily Bulletin đã có bài viết về vấn đề này. Trang này đưa tin hai nghệ sĩ Việt bị một số khách du lịch người Đức và bồi bàn của nhà hàng Andrat giữ lại trước khi cảnh sát tới. Họ được tại ngoại sau đó và cảnh sát đang tiến hành điều tra. Majorca Daily Bulletin viết, hai người đàn ông vốn là những cái tên nổi tiếng ở quê nhà đã gặp một cô gái người Anh ở một nhà hàng tại Andrat, một đô thị trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Sau đó họ đưa cô gái quay lại khách sạn đang ở và thực hiện cưỡng bức. Cô gái đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc và quay lại nhà hàng báo cho người cô của mình. Người này đã liên hệ với cảnh sát ngay lập tức. Theo truyền thông địa phương, hai người đàn ông bị một số khách du lịch nước Đức và bồi bàn của nhà hàng khống chế cho đến khi cảnh sát đến. Họ được tại ngoại nhưng không được phép rời Tây Ban Nha trong khi chờ cảnh sát điều tra thêm. Còn cô gái người Anh đã về nước cùng gia đình sau khi cho lời khai chi tiết với cảnh sát địa phương. Hôm ngày 29 tháng 6, Majorca Daily Bulletin đưa tin về vụ việc. Tờ này cho hay hai người nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 6 vì bị cáo buộc cưỡng bức cô gái 17 tuổi người Anh. Hai người, một là diễn viên 37 tuổi, một là nhà sĩ 42 tuổi đã xuất hiện tại tòa hôm ngày 28 tháng 6. Họ đã được bảo lãnh để tại ngoại nhưng bị giữ hộ chiếu. Tại tòa, cô gái đã khai rằng hai người đàn ông ở một khách sạn tại San El, một thị trấn trên bờ biển phía tây Nam Majorca, còn cô gái cùng gia đình ở một khách sạn khác. Họ gặp nhau ở một nhà hàng vào tối thứ sáu tuần trước. Sau khi trò chuyện thì họ có uống với nhau rồi ra bờ biển và tỏ ra thân mật. Sau đó cả ba cùng về phòng khách sạn của một trong hai người đàn ông nơi xảy ra vụ cưỡng bức. Cô gái khai rằng hai người đàn ông đã bắt cô quan hệ tình dục và sau đó bắt cô đi tắm để xóa mọi dấu vết trên người. Hiện tại danh tính của cả hai người đàn ông và cô gái vẫn được giữ kín.